gió. Con đường ấy. Điểm đến mà Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện Niềm Tin lựa chọn đến thăm là huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cách Hà Nội hơn 300 cây số. Điểm trường bản Thẩm Mỹ A, xã Sa Dung, hầu hết học sinh ở đây là người dân tộc. Ba cô giáo ở điểm trường vừa dạy học vừa lo bữa trưa cho các em. Nhà nào có rau thì mang rau, còn thức ăn thịt cá các thứ, nhà nào có thì cũng mang lên cho các con ăn ở tại lớp luôn. Cuộc sống trên này thì dân thì họ sống không có gì ăn cả. 2, 3. Từ các chuyến đi thực địa, Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện sẽ thu thập thông tin và thiết kế ra những mẫu thông tin rút gọn, chỉ gồm tên và ảnh của mỗi bé. Nhiệm vụ của nhóm là kết nối những hoàn cảnh này với nhà hảo tâm, được gọi là anh chị nuôi, thông qua mạng xã hội. Các bé cũng đang được tạo điều kiện tốt hơn so với bình thường, được ăn cơm, được ăn thịt, được ăn canh rau cũng như là được ăn trứng, thì các bé cũng đang dần dần hồng hào hơn và có da có thịt hơn so với những cái ảnh mà có thể là mình nhận được trước đấy. Mừng lắm, đi học bây giờ các cháu cũng được ăn uống đầy đủ. Cảm ơn các anh các chị. Sắp tới nữa thì dự án sẽ làm những chương trình như là năng lượng mặt trời, năng lượng gió để cho có những điểm bản chưa có điện thì các thầy cô cắm bản nó đỡ vất vả, cũng như các bé thì cũng có điện để mà thắp sáng hay là để bật quạt. Cuối cùng thì nhóm cũng kết thúc cái hệ sinh thái bằng một cái việc mục tiêu quan trọng nhất, đấy là việc tạo việc làm cho bố mẹ em nhỏ. Dù con đường họ lựa chọn chẳng giống ai, nhưng chuyến đi của Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện Niềm Tin sẽ vẫn tiếp tục, bởi họ mang trong mình những trái tim thắp sáng núi rừng.